Như các bạn đã biết, đu đủ là giống cây ăn quả nhiệt đới được trồng rộng rãi ở nhiều nơi. Có nhiều giống đu đủ khác nhau, nhưng trong số đó, giống đu đủ Phuket Thái Lan được cho là có ưu điểm về chất lượng quả và năng suất vượt trội hơn cả. Giống đu đủ Phuket có nguồn gốc từ Thái Lan, được du nhập vào Việt Nam trong thời gian gần đây, nhưng lại đặc biệt dễ trồng, sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh, ít sâu bệnh. Giống đu đủ Phuket cho thời gian thu hoạch khá sớm, từ 4 đến 5 tháng sau khi gieo trồng, với trọng lượng bình quân từ 1,5 đến 2 kg trên trái, có trái nặng tới 4 kg. Đu đủ Phuket Thái Lan trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho bà con trồng trọt. Cây cho trái hầu như quanh năm, sản lượng đạt tới 60 đến 70 kg trên cây trên năm. Giống đu đủ Phuket Thái Lan cho quả có màu xanh đậm, hình dạng dài với chiều dài của quả trung bình là 47 cm. Một số quả có thể dài tới 60 cm, đường kính trung bình là 9 cm. Quả đu đủ Phuket nổi bật với vỏ mỏng, phần thịt dài. Khi chín, vỏ trái có màu vàng tươi, ruột đỏ vàng như ruột gấc, ít hạt, ăn ngọt và rất thơm, chiếm được tình cảm của người tiêu dùng. Khác với giống đu đủ truyền thống, phải đợi đến khi cây trưởng thành cao từ 2 đến 3 m thì cây mới cho ra quả. Trong khi đó, giống đu đủ Phuket chỉ cao từ 90 cm đến 1,2 m, lại cho quả trữ trịch đầy cành, thuận lợi cho việc chăm sóc và thu hoạch. Giống đu đủ Phuket Thái Lan chứa nhiều chất dinh dưỡng, bổ sung vitamin, các dưỡng chất thiết yếu, góp phần đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Sau đây, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn cách trồng giống đu đủ Phuket Thái Lan nhé. Trước khi gieo, bạn cần ngâm hạt giống trong nước khoảng 40 độ C trong 5 giờ đồng hồ, rồi tiến hành ủ hạt trong khăn giấy ẩm từ 4 đến 5 ngày. Sau 10 đến 15 ngày, hạt giống đu đủ Phuket Thái Lan sẽ nảy mầm. Khi đó, bạn cần mang chúng gieo lần lượt vào trong bầu ươm. Gieo 2 đến 3 hạt trong bầu nhỏ để trừ hao khi hạt ít nảy mầm hoặc bị sâu bệnh phá hoại. Khi cây đu đủ trong bầu có từ 4 đến 5 cặp lá, cao từ 10 cm đến 15 cm, thì đem trồng vào chậu nhựa, nén chặt gốc và tưới đủ ẩm cho cây. Đu đủ Phuket Thái Lan là loại cây cần nhiều nước nhưng rất sổn, do đó cần cung cấp đầy đủ nước cho cây vào mùa nắng và thoát nước tốt cho cây vào mùa mưa hoặc khi bị úng, lũ. Các bạn thấy đấy, đu đủ Phuket Thái Lan là giống cây sa quả, chắc chắn sẽ giúp cho người trồng bội thu. Bạn còn chần chờ gì nữa mà không tậu ngay chúng về trồng nhỉ? Chúc các bạn gieo trồng thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé.